bao kiến hài đồng vọng lôi hình sáu hai đưa tiếng ca dồn và chương trình rất dài. Tôi bị điều kiện là tôi xin chào các thủ trưởng, các đồng chí trong binh đoàn và anh hùng lực lượng nào đời đời mình xin hết. Tôi về phát huy truyền thống của anh hùng Hải Dương. Oh,
hỏi em sở trường của em là thích nhạc đỏ hay nhạc xanh hay nhạc vàng? Xin cảm ơn anh Hải ạ. Cảm ơn thực ra thì ca sĩ em không phải ạ. Nhưng mà với sở trường của em ấy là văn hóa văn nhạc thể thao và du lịch. Dạ vâng. Thực ra thì trong tất cả các âm nhạc, nhạc nào cũng được. Nhưng chỉ có em rất không hay ạ. Vâng, anh nói thật với em nhé. Bây giờ này em đang giữ rất nhiều chức. Em là phó giám đốc kho bạc của nhà nước, doanh nghiệp cá nhân đúng không? Em là dáng em xinh, giọng em hát cực kỳ hay. Hôm nay anh về, anh là anh của anh về anh cố mừng cháu thôi. Nhưng mà anh thấy đoàn văn nghệ của em là quá hay, thì anh phải quay cái phim này gửi anh gọi điện ra ngoài móng cái rồi. Thằng cháu nó bảo chút quay vào cháu. Tao quay nhưng mà tao không làm băng làm đĩa đâu. Tao chỉ cho lên tubi thôi. Thế này em đồng ý không? À là vâng. Vâng. Vâng, 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 lúc này. Vâng. Kim Thành bản chất thân thương nhất. Vâng.
nên là trung tâm hội nghị quốc gia và khách sạn Marriott. Tổng thống Mỹ Obama và Donald Trump thường về Việt Nam nghỉ khách sạn Marriott. Là Kiki Botten tay vợt số 10 thế giới. Thứ hạng đã không nói lên nhiều điều ở trận đấu này. Barty đã nắm lợi thế khi thắng set 1 với tỷ số 6-3. Tuy nhiên sau đó thì bất ngờ, huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành tấm huy chương bạc lịch sử ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. Đội tuyển Olympic Việt Nam đứng thứ tư ở ASEAN 18. Đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup năm 2018 sau 10 năm chờ đợi và lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019. Ngoài ra, tiền đạo Nguyễn Quang Hải cũng nằm trong danh sách ứng viên cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu được đề cử cho hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á. Anh đã từng được nhận danh hiệu này vào năm 2000. Niềm tự hào bóng đá của Việt Nam. Tiền đạo Nguyễn Anh Đức bàn thắng vào đỉnh. Bỏ quá. Từ đây nhà mình chuyển sang dùng cái sạch hít. Bên người của Hàn Quốc. Thịt nướng, gà phô mai, bò trứng và thịt cầm. Đây là bốn loại được ưa thích nhất ở cửa hàng gốc ở Hội An. Ôi, đã có bánh mì rồi đây. So, where are your guests? Bánh mì Hàn Quốc rất là ngon tại Hội An.
Hôm nay ngày vui của cháu, thì lúc này là bác Lương đang dẫn đoàn của nhà trai đang ở Móng Cái, địa đầu Tổ quốc. Thế còn hôm nay là cháu về hơi muộn, thì lúc này là cụ cháu là đi ngủ rồi, cụ Đạt cháu đi ngủ rồi. Thế hôm nay là Phó Thủ tướng là tranh thủ bất chút thời gian vàng ngọc và dành cho vợ chồng bác Xuân, rồi tất cả con cháu là thấy là phấn khởi. Lúc này là gần 11 giờ đêm, sự nhiệt tình của cụ để con cháu học tập này. Còn bây giờ báo cáo cụ là cái thức vui này, thức vui rất quan trọng. Đây là năm 2019, đây là nhiều doanh nghiệp doanh nhân tài trợ cho chương trình năm nay. Chương trình video là truyền hình trực tiếp, mai phát trên kênh gia đình. Rồi văn nhạc, rồi ảnh, viện áo cưới, rồi từ A đến Z là nhà mình là cũng hết. Thế thôi là chúc cụ mạnh khỏe. Thế cụ có phấn khởi không? Cụ có phấn khởi không? Cháu của cụ lấy vợ là cháu chót đúng không? Thôi chúc thôi, con thấy cụ trẻ quá. Cụ rất đẹp lão. Cụ 2 tuổi. Vâng. Thế cụ con cụ Đạt bây giờ là bà con là gì? Đấy, bà con là bà Nguyệt là mẹ vợ. Thế mà Đạt bây giờ thường là ba bà. Thế con là con dế của con dế của cô. Vâng. Tối nó mới hay cô ơi. Tối là nó mới nhiệt tình. Xin chào. Tốt chưa? Vâng. Trai Hàn Quốc Nam mày phải đi Hà Nội. Không, phải hết. Tình hình Trung Quốc Việt Nam rất căng thẳng, bây giờ đã giảm nhẹ, giàn khoan đã rút. Việt Nam vẫn bầu cờ giặc áo. Chỉ nói tình hữu nghị, không nói cái gì về chiếm đóng. nhà này đám cưới cỗ to thế nhỉ? Của nhà này đám cưới cỗ to thế nhỉ? Con đường nông thôn mới đẹp thế nhỉ? Trong đâu vậy? Còn đầu bếp 5 sao từ Hà Nội Quảng Ninh về phục vụ gia đình ông Xuân là con trai út lấy vợ. Đúng là giàu con út khó con út. Mực của Móng Cái không có chả mực của Móng Đực. Còn con gái của cụ ở rồi. Đây là trưởng ban hậu cần à? Thế là tới này con tôi lấy vợ thì mời bà làm giúp việc cho tôi chứ. Tầm 100 mâm cỗ toàn khách nước ngoài thôi. Ồ, vâng, cảm ơn. Chạy đi thôi. Lúc này là tôi đang đứng quần của Thủ tướng. Thủ tướng đi ra rồi. Nhưng thực ra là hôm nay bà cưới ông Phan Bắc Xuân. Thì không ngờ ông Xuân này là người dám nghĩ, dám làm. Tôi thấy là quần của ông nuôi rất nhiều ông. Ông này là ông rất là tốt.
đây là vườn của nước cũng đã quy hoạch rất là đẹp. Đây các bạn nhìn đây này, những sản phẩm ong này là tuyệt vời luôn. Vâng, đấy ong nuôi, và ong nuôi là bằng nhựa hoa chứ không phải bằng đường, rất là tốt. Cái lúc này là đồng chí cho cái này phải nước dừa không? Đây là nước cốt dừa. À đúng là nước cốt dừa rồi, dừa. Vâng. Nước cốt dừa. Vâng. Xôi là xôi. Thế đợt tới này con trai tôi lấy vợ là tầm hơn 100 mâm cỗ toàn khách nước ngoài nhá. Okay. Nhà đồng chí là giúp đỡ nhá. Xôi okay. Ngon quá. Thôi, ê, đồng chí có cái nghề này lâu chưa? Chưa, cái này chưa ăn được anh. Bây giờ bắt đầu đi. Là cựu chiến binh của ngoài Quảng Ninh hôm nay là đồng chí là về mang mực về đây là phục vụ gia đình. Thế xin hỏi đồng chí mực này là bây giờ tầm bao nhiêu tiền ký ạ? À hơn này gần vâng, mực ngon nhỉ? Sao đám cơ đám cưới lại dùng toàn đồ tươi tươi chuẩn luôn. Đồ tươi sống từ ngoài. Ừ. Vâng. Vì nhà ông ấy là toàn là làm hải sản xuất khẩu nước ngoài mà. Con cháu nhà ông ấy. Đây cũng là một cái mô hình phát triển nông thôn mới của ông Xuân ở Kim Tân đồng rồi. Tôi nghĩ rằng sau là mấy bận công việc ít về quê, đứa cưới đứa cháu hôm nay về tôi rồi, sao là cái vấn đề của quy hoạch của ông rất là đẹp. Lúc này cụ ở văn phòng đang đi kiểm tra xác thực xuống tới địa bàn để làm cỗ để đủ tiêu chuẩn xanh sạch. Xin hỏi ông là hai ông cháu là đang đi bộ trên đường nông thôn mới của xã của ông Xuân. Hôm nay con trai ông Xuân là giàu có đút khó có đút, thằng này nó lại lấy vợ móng cái. Thế ông về ông nghĩ gì nói gì, ông thấy cái công trình của ông Xuân ông làm này có được không? Thế bây giờ cái các ông ở ngoài móng cái thì chương mỗi nơi nó một khác. Thế bây giờ là thì ông tư vấn chương trình nông thôn mới để phóng sự chúng tôi để biết được bây giờ ý ông thế nào? Đúng rồi, xã Hải Phòng nó là một tỉnh nông nghiệp. Thế mà tôi ông tôi vội quá, thế bây giờ hỏi ông là ông quê gốc ở đâu? Vâng, tôi ở Thái Bình, quê gốc Thái Bình. À Thái Bình, thế mà các ông này ra ngoài biển đảo quê hương ông này làm mở móng cái. Ui giời, các ông khôn thế. Ở trong này nói chung là đường xá nông thôn làm rất đẹp to, nhà cửa nói chung là phát triển cũng không kém gì phố xá. Đúng rồi. Không, nhưng mà các ông ở ngoài móng cái là biển đảo là sướng chứ sao bằng quê tôi được. Tôi đang ở nhà đang trồng rau. Tôi cũng ở ngoài hải hà, tôi cũng trồng rau trồng lúa thôi. À đây. Vâng, tôi làm cây. Đây là đường nông thôn mới vào nhà của cụ. Cụ đi xa rồi. Nông thôn mới của xã Công Tân nơi vào văn phòng cụ nhà tôi, nhà ông Khoán. Cựu chiến binh xanh sạch đẹp. Hôm nay là nhóm phóng sự của chúng tôi về ăn đám cưới. Còn đồng chí cựu chiến binh lúc này là vào văn phòng của nhà cụ chí. À, thế kỷ thì cũng đang dở dang. Hôm nay lại con này về thăm nhà của các cụ. Em đang phó giám đốc, em là giám đốc cái gì này? Là phó văn phòng Thủ tướng Chính phủ đang trực văn phòng. Thủ trưởng thì đi theo cụ Giáp rồi. Hôm nay báo cáo cụ còn là về đám cưới con nhà bác Xuân. Không biết là chắc là ông chí cũng về nhỉ. Các giám đốc là đi công tác là không về được, cụ không về, mỗi mình con về thôi. Đây được ăn bánh mì rồi, sướng thế là khỏe chưa? Học có giỏi không? Sao lại học bình thường thế nào mà học giỏi không? Đương nhiên là cứ dạy chạy. Thôi học giỏi chứ. Màu hoa đỏ biết nào. Hôm nay con về đám cưới cháu bên cụ Đạt ra thăm ông. Cụ không về được, cháu Tuấn đi Pháp, con về đám cưới con bác Xuân
ông vụ cho con được tới này, con đi về đơn vị của ông tại Cần Thơ An Giang đi 5 ngày. Không nhớ. Ở nhà nó có cây cảnh đẹp quá, nó lên mất rồi. Ông phụ con đi may mắn. Mà con đi miền Nam và đơn vị của ông để khánh thành tượng đài. Con đi mấy đoàn cụ bông. Trộm nó vào nó lấy trộm nhiều thứ quá cụ. Thôi kệ nó lấy để nó chịu gặp hạn rồi. Cái hoa giấy đẹp quá mà nó ăn trộm được cụ ạ. Thôi kệ nó lấy rồi nó gặp hạn được cụ ạ. Vâng, thôi chào cụ, con về đi đám cưới. Nhưng mà bạn đi công tác là không được chăm sóc. Trộm mất nó treo thang lên đấy. Trưởng cái đâu đây? Chào sếp. Đó là nhóm phóng sự chúng tôi đã có mặt tại Kim Tân. Đây và đám cưới của Đông Xuân. Sở trường tôi là thích uống bia Hạ Long. Hạ Long là kỳ quan trên thế giới. Hôm nay là đường phát triển nông thôn mới của Kim Tân là đẹp tuyệt vời. Đúng là trên con đường phát triển nông thôn mới, Kim Tân này rất được mùa, rất đẹp. Đường nông thôn mới rất đẹp. Mua không? Vâng, chào cụ nhá. Thủ trưởng chịu khó. Vâng, xin chào. Chào 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 cháu của cụ xây dựng gia đình. Lúc này cụ phù hộ cho bà, các bà rồi anh em con cháu mạnh khỏe. Hôm nay là cháu và cháu quay mừng cháu tập phim. Vâng. Những nữ thanh niên thay mặt gia đình và nói đến lời chú rể và cô dâu, chỉ kính mời quý vị cũng có thể các cụ, các bác, bà, cô bác, các trẻ làm nữ thanh niên chúng ta hãy nhanh chân dòng trở về khán phòng cưới để dự lễ bạn trẻ. Vâng, xin kính mời quý vị anh chị và các bạn chúng ta hãy tiến về phía những dãy phật. Anh ngồi trong tiệc cưới rồi ạ, thì bỏ nón mũ ra để cho vị nhiếp ảnh đại gia cũng như là quay camera để trong buổi hình ngày hôm nay. Thì xin kính mời quý vị anh chị và các bạn chúng ta hãy nhanh chân dò bước trở về khán phòng cưới để dự tiệc cưới lần lì rượu hồng chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Thay mặt tập thể khán phòng cưới để dự tiệc cưới. Mộc Xuân chúc sức khỏe cả nhà ta nào. 1, 2, 3 rô. Đúng rồi, đẹp lắm. Thế là chị, anh phải lên đi chị em mình mới được này. Thôi, chào con mợ. Vâng. Đây là những người đẹp nhất là toàn doanh nghiệp doanh nhân của Việt Nam đây. Về sân bay Hải Phòng đã có mặt tại hội trường gia đình nhà ông Xuân. Lúc này là báo phóng viên báo chí là mọi miền quê Sài Gòn ông về hết. Và mặt giám đốc đấy là đây là không hẹn mà gặp nhưng mà rất cảm ơn là giám đốc ở Sài Gòn ra với gia đình, cảm ơn, chúc sức khỏe vạn sự như ý. Vâng, xin mời các ông nhá. Vâng. Thế mà này. Vâng. Chúc uống đi chứ. Vâng. Uống gì nhá. Vâng, thôi chúc các ông mạnh khỏe nhá. Ngày xưa ông nào cũng đẹp trai, bây giờ ông nào cũng đẹp não nhỉ. Vâng, cảm ơn. Có phải đứng dậy nhỉ? Thôi thế này được rồi bác. Vâng, thôi là chúc các bác đồng ngũ là dành tình cảm cho vợ chồng bác Xuân. Và chúc các bác mạnh khỏe xây dựng cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh. Ba công nhá. Rất vinh dự cho cháu của Hoàng Xuân ấy, vợ hôm nay là cụ đã có mặt. Cụ là
doanh nhân Việt Nam, cây cao bóng cả. Đấy nhá, nào là Kutubi nhá. Rồi. À đây bạn là có thông báo sau đây rồi. Hôm nay là các tổng giám đốc là kho bạc nhà nước của mọi doanh nghiệp doanh nhân đã về dự đám cưới. Con ông Xuân. Chúc các bà rồi các đồng chí là giám đốc kho bạc của gia đình. Chúc sức khỏe mà. Phó giám đốc của bà của nhà ông Quyến. Hôm nay bà có mặt là ông đang bận đi công tác nước ngoài. Thế con tên là gì? Con nói đi. Đây là Hoài Anh. Hoài Anh, thế còn đây là gì? Thế hôm nay là ở Hà Nội về hay ở? Xinh gái thế nhỉ, lẹ gái, ok. Tao nhìn xe máy này. Quay! Đủ bóng đá U23 có mặt tại nhà ông Xuân. Đây là chú nhé. Vâng. Cầm đa thì là chú, nhưng ở đây thì là bác. Vâng, xin chào người Nhật. Nhật là rất giỏi. Giúp việc năm sau của Hạ Long Bóng Cái về giúp việc cho gia đình. Phòng thủ tướng có mấy bà gì tiếp rồi. Cụ cứu phù hộ cho con mạnh khỏe rồi. Các bà mạnh khỏe, các con cháu mạnh khỏe. Tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt. Đây là giám đốc của nhà bà Hoa đây này. Nạ hả? Đúng không? Cũng còn nhiều cháu ông nhiều hơn tôi đấy. Bé bà hôm nay con về con thắp hương cụ ẩm. Đợt tới là con xin phép cụ là con lại đi miền Nam. Con tìm cái đơn vị rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời, hôm nay tổng giám đốc của công ty móng cái hôm nay là cưới cháu nội. Hôm nay cụ tổng giám đốc là rất là khỏe. Sau cụ điều dưỡng ở viện 108 giờ về cụ khỏe cực kỳ luôn. Hôm nay là báo cáo các cụ là cụ nhà cháu không về được. Nếu là quân hàm bên kia là tôi là to đông, nhưng mà về bên đây là tôi chỉ nghĩ là cựu chiến binh luôn. Còn chẳng to bé gì đây cả. Chào thủ trưởng của Bộ Công an. Hôm nay rất vinh dự là cụ về đám cưới cháu cụ. Hôm nay lại là thời buổi kinh tế hội nhập. Thế là cụ nghĩ gì nói gì trong cái ngày vui của cháu cụ ạ. Chất của cụ ạ. Cảm ơn các vị, cảm ơn hai họ. Tôi thì bây giờ là anh của ông Đạt. Tức là đẻ ra bố cháu Xuân và đến cháu. Bây giờ là chúng nó gọi bằng ông bằng cụ hả rồi. Vâng, thôi báo cáo cụ này. Bây giờ là cụ Đạt đi rồi. Thế cụ là cũng là anh em ruột với cụ Đạt. Thôi con chúc cụ mạnh khỏe, tí cụ hát bài chấm hết. Vâng, con chào cụ. Hai tay như một tay là cầm rượu, một tay cầm máy. Thôi hôm nay là ngày vui của cháu Xuân, con chúc cụ mạnh khỏe. Cụ như đang ở dân tộc ở La Mèo, cụ hôm nay về đám cưới cháu. Vâng. Công sự của cựu chiến binh chúng tôi rất vinh dự hôm nay là các giám đốc doanh nghiệp và đặc biệt là chương trình bóng đá của U23 Việt Nam cũng có mặt tại. Vâng, xin chào cụ chị. Cái bóng bang bang. Lúc này bà đang du cháu bà. Ôi là đúng là cháu của bà xinh thế. Tổng giám đốc của Đồ Sơn Hải Phòng đã có mặt tại văn phòng dự tiệc rất thân mật. Đấy, tuyệt vời luôn. Cho làm sao nhá, tí linh thưởng nhá. Linh làm sao nhá. Thấy chưa, ông quay đó.
là chị Chót ơi, chị Chót ơi, lúc này là đấy tổng giám đốc ở Quảng Ninh mà đang đang về mừng ngày quốc của cháu. Chẳng thấy ông ăn gì cả. Đẹp chưa? Đẹp. Đấy, cô ăn cơm chưa? Chưa. À, vâng, tí con cũng ăn như cô chưa? Vâng. Vâng. Không phải đâu, chào chú đấy. Trời, thế nhỉ? Đúng người Hạ Long ha. Để chúc phúc cho các bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay, cũng như chúc mừng cho hai gia đình được không ạ?
nước mùa hạ như một màn đêm bức xa được các bạn cả cuộc sống tốt đẹp. Chầu và Lâm Ly Hồ Hồng chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, xuân về cho chúc thêm sau, chúc mai gặp chúc cho anh gặp làng, xuân về vui sống vui làng, gặp xuân tan mất sân chơi, câu ca tiếng hát là nơi đi về, cứ phải buổi thu đến thân là buổi thu đến thân. Nuôi con lớn, ngày tới ngày con đi xây dựng hạnh phúc gia đình, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của những bậc làm cha làm mẹ. Đại diện trưởng đoàn cho gia đình nhà trai có lời phát biểu, xin được trao thư và xin trân trọng và kính truyền lời mời. Làm về làm hai cháu, qua sự bươn trải làm ăn, các cháu đã tìm đến nhau và thông báo các gia đình chúng tôi được biết các cháu muốn xây dựng gia đình thân vợ bên chồng. Đứng gọn ngõ. Hôm nay gia đình chú tôi tổ chức cho hai cháu cũng là cùng hôn hai cháu trong năm thay mặt gia đình chúng tôi đề nghị đó là cùng toàn thể ở hơn hôm nay thay mặt gia đình xin chúc sức khỏe các cụ ông các bà các bác anh các chị lời chào trân trọng nhất, cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, qua sông phải có bến qua đò, làm cha làm mẹ cũng phải tận tỏ đôi ba câu, có làm có nhà trai nhà gái mới lên phần thông gia. Nhà trai vừa phát biểu xong rồi, xin trân trọng kính truyền lời mời tới một vị đại diện trưởng đoàn cho gia đình nhà gái có đôi lời xin thưa và xin được chào dâu. Dạ vâng, xin trân trọng và kính truyền lời mời. Chào các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các bạn nam nữ thanh niên, mỗi xuống tràn đầy năm phúc đức vị được mạnh khỏe hăng say trong cuộc sống. Thưa các vị, hôm nay là ngày kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời cháu yêu thương đùm bọc chở che sự dạy dỗ rèn tập của cha mẹ và cùng với anh trong những 16 năm ngồi ở ghế nhà trường được sự rèn tập của xã hội dạy dỗ của xã hội nhưng mà vẫn còn có sự bỡ ngỡ vụn về trong cuộc sống. Vậy nay cháu về làm dâu của gia đình và dòng họ Nguyễn thì chúng tôi xin gửi gắm cháu lại nên là cháu chỉ có câu tìm người có nhân gửi của chọn người có đức gửi mình. Nay cháu Thảo đã gửi gắm mình nghiêng vợ vào chỗ cháu Tài, vậy thì mong cháu Tài hãy thương yêu chở che nâng đỡ cháu Thảo trong suốt một cuộc hành trình dài trăm năm. Vậy thì mong con hãy cố gắng để làm tròn nhiệm vụ của người con, người vợ. Cuối cùng xin cầu chúc cho các con bách niên đại não trăm năm hạnh phúc và đi tới cuộc hành trình vợ chồng khi nào tin ngừng đập hơi ngừng thở. Cầu chúc cho các con mãi mãi bách niên đại não. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ các bác và cùng toàn thể mọi người mặt gia đình và nói lời cho cô dâu và chú rể. Xin chân thành cảm ơn quý vị quý khách cùng công viên hạnh phúc. Những thực phẩm kính thưa quý vị, quý khách cùng toàn thể nhà họ. Vâng, kính mời quý vị chúng ta hãy lộn chạm vào tay thật lớn đúng không ạ? Vâng, những chạm vào tay I'm not afraid to die.
đây phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam này. Cười đi chị Tươi, cười đi. Rồi, giữ nhất hai ông bà nhá. Đứng ra giữa đi cháu ơi, đứng ra giữa đi. Đứng ra giữa đi. Chương trình văn nghệ hát mừng hạnh phúc của Thanh Tài và cô dâu gì nhỉ? Cô dâu Phùng Giả. Lúc này là chương trình Bông Hoa Nhí năm 2019 về đám cưới, toàn là khách xịn của Hạ Long Tourist và Móng Cái. Bài gì nhỉ? Nước những thức phi này gửi ra các sếp. Nhóm này chương trình Hoa Nhí, Bông Hoa Nhí của Móng Cái. Hát bài gì nhỉ? Chiều lại anh đến trong vòng tay nhìn em. Đấy rồi, tuyệt vời luôn.
đấy, nhảy hay nay mà. Ok đây. Anh biết nỗi đau lắm. Hát to lên để tiếp chương trình vẫn ngày mừng hạnh phúc của cô dâu chú rể. Hôm nay là bông hoa nhí của Móng Cái và Hải Dương và Quảng Ninh. Đấy, rất hay. Vào nhảy đi. Này mạnh vào. Cho nhạc nó bông bốc lên, thằng áo đỏ vào đi. Chương trình bông hoa nhí hát mừng hạnh phúc đúng cười. Toàn là